thấy nó không đẹp, chân cho nó thêm chút xíu rồi nè, có nghĩa là vẽ theo từng khung chân mày của mình đó, mình nhắm, dạ đó gọi là bổ sung á, mình thấy chỗ nào nó không hợp lý mình thêm vô thôi, cầm cây cọ vẽ theo chiều lông chân mày nha. Mà muốn làm được cái này mình phải tỉ chân mày mình thì mình mới biết được cái khung mình nó thiếu chỗ nào, đúng không? Rồi chân vẽ bổ sung thêm cái phần ở dưới. Sao bây giờ thì chân thấy là nó có một cái thân đẹp rồi nè, tương đối là chân mà mình đừng có so với bên này nha, bên đây chân đảm bảo với lớp mình đó, lớp mình thấy chân làm dễ vậy á, mình về nhà mình vẽ nó không được. Cái này phải có một cái quá trình mình tập, mình biết được cái cơ bản rồi ha, biết cái cách cầm chì rồi, biết cái cách tán rồi á, thì mình về mình bắt đầu mình tập. Mà chân đảm bảo với lớp mình là tập cỡ 1 tháng 2 tháng thì có thể mới vẽ được cái khuôn đẹp giống như vậy ha. Còn cái cách này là cái cách chăm chế để hàng ngày mình đi chơi mình đi làm mình vẽ thôi ha, là mình tán theo cái chiều lông chân mày á. Rồi bây giờ chân thấy đuôi chân mày của chân nó ngắn quá đi, chân kéo nó ra, kéo theo cái chiều lông chân mày luôn nha, chân kéo nó ra. Bây giờ chân vẫn có một cái khung chân mày mới nè, lớp mình thấy không ha, mà nó không mất nhiều thời gian. Bình thường chân làm là phải mất một vài giây là xong rồi, đúng không? Còn mình vẽ cái này là mình thấy cực không, khó, nhưng mà nó đẹp, nó đẹp hơn bên đây. Bên đây chỉ là chăm chế thêm cho cái chân mày mình nó thêu thêm cho chân mày mình nó đủ thôi ha. Đó là hai cách để mình làm. Rồi về cái phần mà bột chân mày á, bột chân mày nè, thì lợi thế của bột chân mày á là nó có cho mình nhiều màu. Cái này cái hộp này có 2 màu thôi, có những cái hộp nó tới 3 màu, có những hộp tới 4 màu lận, có nghĩa là tông nâu sáng, nâu tối nữa, rồi tới màu đen. À, để tại sao là nó có như vậy, để mà cái chân mày